Cầm được mọi người biết đến với sự mát tay trong kinh doanh khi mà mở ra một chuỗi cây spa. Nhưng mà hình như đây không phải là công việc khởi nghiệp đầu tiên của anh đúng không ạ? Chính xác, công việc kinh doanh spa không phải là công việc đầu tiên khởi nghiệp của anh. Tại vì trước khi kinh doanh spa thì anh đã kinh doanh 9 cái công việc khác nhau nữa. Trong đó có mở cái nhà máy sản xuất cơm này, mở về thời trang này, mở về giúp việc này, và bán giáo dục và lắp mạng internet này, và rất rất nhiều các công việc phụ khác nữa thì anh đã từng trải qua trước khi đến cái nghề spa này, và nó bén duyên đến tận bây giờ. Động lực lớn nhất đến là từ người bố của mình. Anh ở quê Bắc Giang thì cứ đến cái mùa hè thì bố phải đi gặt lúa và bê thóc. Trong một cái hôm mà bê thóc thì trời mưa thì bị xảy ra vấn đề là chấn thương cột sống, và từ lần đấy là bố không thể vác nặng nữa. Và lúc đấy anh vẫn đang đi học và đi làm thêm thôi, nhưng mà lúc đấy thì mục tiêu của mình cũng đã có rồi, đó là làm bất cứ cái công việc gì thì mình đều phải đặt cho mình một cái mục tiêu trước khi mình làm. Và mục tiêu của anh lúc nào cũng đã là đứng top 1 hết. Và sau khi mà mình đạt được những kết quả đầu tiên ấy, và sau đó thì anh có đi hỏi rất là nhiều những người anh đi trước, và mình thấy rằng nếu mà ngày hôm nay mình không có bằng cấp này, tại vì lúc đấy là bên tập đoàn người ta yêu cầu phải có bằng cấp này, và lúc đấy anh vẫn đang đi học, cái cơ hội để cho anh thăng tiến nó rất là khó. Cái thứ hai nữa là anh tự nhẩm nó bài toán là nếu mà mình không khởi nghiệp, không làm chủ thì không biết được là đến bao giờ mình có thể là mua được cho mình căn nhà đầu tiên trong một cái thời gian nó ngắn nhất, và lấy tiền để có thể chữa bệnh cho bố. Thì lúc đấy là cái thời gian nó là cái thứ thúc giục cho mình để cho mình làm. Quay trở lại với việc kinh doanh spa, người ta hay nói là ngành làm đẹp cần có nhan sắc trước tiên, nhưng mà em tình cờ xem được hình ảnh của anh những ngày đầu lập nghiệp thì em thấy có vẻ không phù hợp với điều kiện trên lắm. Liệu lý do mà anh, một chàng trai nghèo ở tỉnh lẻ, vừa thất bại sau lần khởi nghiệp và đang mang trên mình một món nợ khổng lồ, tại sao anh lại quyết định lựa chọn ngành spa mà không phải là một ngành khác để bắt đầu lại một lần nữa? Quay trở lại khoảng hơn 15 năm về trước thì anh không nghĩ rằng mình có thể bước chân vào cái nghề làm đẹp này, vì lúc ấy mình rất là xấu, không có ngoại hình, da rất là đen, nó giống như kiểu như một người nó bị nghiện ấy. Nhưng mà cái động lực lớn nhất cho mình bước chân vào cái nghề này đó là lúc đấy thì anh tự học về marketing và anh tự nghiên cứu về thị trường. Thì trong cái module về marketing thì nó có một module đó là marketing research, gọi là chúng ta sẽ tìm kiếm khách hàng mục tiêu chân dung mơ ước. Trong đó thì trong một cái chuyến công du anh đi vào trong Hồ Chí Minh thì anh nhìn thấy rằng có một cái tuyến phố rất là nổi tiếng, đó là đường 3 tháng 2 ở quận 10. Thì anh đi trên cái con phố đấy thì anh nhận ra một điều rằng tại sao cái con phố này rất nhiều spa và thẩm mỹ viện, nhưng mà anh check ở trên các fanpage thì anh thấy là mọi người không có marketing online nhiều. Và lúc đấy là thế mạnh của mình đó là marketing online, nhưng mà về nghề thì anh không biết bất cứ một thứ gì luôn. Và lúc đấy anh đánh liều, anh quyết tâm là mình thử test marketing xem. Thì rất là may mắn lúc đấy anh test marketing thì có rất nhiều người người ta quan tâm tới cái dịch vụ đó. Sau khi đó anh quay trở về Hà Nội, anh suy nghĩ mất khoảng 1 tuần thôi, sau đó thì anh quyết tâm là anh vào trong Hồ Chí Minh anh lập nghiệp với cái nghề spa, và đấy cũng chính là cái cơ sở đầu tiên của anh. Em rất là ấn tượng với cái tên cây spa, thì không biết là có lý do đặc biệt nào sau cái tên này không ạ? Cây spa thực sự nó là một cái kỷ niệm, anh nghĩ là nó sẽ đi theo mình rất là dài, và anh đã từng xăm cái hình cây đó ở trên cơ thể của mình, và đó là một cái sự biết ơn hơn là một cái sự cay cú. Bởi vì trong cái lúc mà mình thất bại đen tối nhất ở ngoài Hà Nội, mình thấy rằng cái tên cây đó là một người ở trong Hồ Chí Minh cũng đã truyền cảm hứng cho anh. Thì ông đấy cũng là một vị chủ tịch của công ty tên là cay.vn, và ông đấy khởi nghiệp, và mình thích cái câu chuyện của ông đấy đi lên từ những ngày xấu nhất, ông đi lên và rất là nghị lực. Và mình cũng mong muốn lấy cái ý nghĩa đấy gắn vào bản thân mình là không có ngày khai trương nào ngày đẹp nhất, tất cả mọi ngày đều là ngày tốt hết. Và mình quyết định từ cái ý nghĩa cay đó nhé, tất cả các cơ sở khai trương cay của anh ấy, anh đều khai trương vào những ngày xấu nhất. Và anh chia sẻ lại cho toàn bộ nhân viên của anh hiểu một điều rằng tại sao mọi người cứ phải chọn ngày đẹp nhất mọi người khai trương, chứ còn những ngày xấu thì ta bỏ qua. Anh thì chọn cách đối diện với sự thật, đó là chúng ta hãy chọn ngày xấu nhất chúng ta đi lên, và ngày xấu nhất mà chúng ta còn vượt qua được thì những ngày khác là gì của chúng ta. Và anh lấy cái tên cay đó được mục đích để nhắc nhở anh mỗi ngày, khi mà anh thất bại, khi mà anh không có ai giúp đỡ, khi mà anh bị mất niềm tin bởi tất cả mọi người rồi, thì cứ niềm tin duy nhất thôi đó là mình rất xúc tác gia liệu của cuộc sống, đó là những cái cảm xúc của mình, và mình phải biết ơn cảm xúc đấy. Thay vì mình oán giận, mình trách móc nó, thì anh coi nó là một cái đặc ân của ông trời ban cho anh về những cái thách thức cảm xúc đó để thể vượt qua nó, phải biết ơn nó. Và chính cái cảm xúc biết ơn nó thì anh biến cay đấy trở nên tốt đẹp hơn. Và đến bây giờ thì công ty cay đã tạo ra được rất rất nhiều công việc cho các chị em ở Việt Nam và cũng như ngoài. Khi khởi nghiệp lại một lần nữa ở căn gác lửng chỉ vỏn vẹn 60m2, liệu anh có sợ là mình sẽ thất bại một lần nữa không? Đấy thì thực sự là mình đã thất bại rồi và mình không còn cái gì để mất nữa rồi. Thì người ta có câu vào bước đường cùng hoặc một cái chiếc ví rỗng là một cái chiếc bụng đói này thì sẽ dạy cho chúng ta một bài học rất là lớn trên cuộc sống này. Thì đúng lúc đấy thì anh cũng rơi vào hai cái tình huống đó, và lúc đấy thì mình chỉ biết một điều rằng cho dù có 1% hy vọng thì mình vẫn làm. Nếu mà cho anh quay trở lại trước thì anh vẫn làm, nhưng mà lúc đấy thì anh làm theo con tim mách bảo đó là mình có niềm tin về marketing, mình sẽ kéo được khách tới, mình sẽ kéo được khách tới. Còn mọi vấn đề khác thì anh chưa lường trước được tất cả các rủi ro của nó, bởi vì mình chưa từng kinh doanh cái nghề này bao giờ. Rất may mắn anh đã trải nghiệm qua một số các công việc khác, nó đã thất bại và phá sản, nó dạy cho anh rất nhiều các định nghĩa, cái nền tảng tư duy đúng ở trong đầu. Thế là ngay cái cơ sở đầu tiên thì anh không đi tuyển quân, mà điều đầu tiên anh sẽ đi tuyển tướng trước, thì đó chính là cái nền tảng đầu tiên mà anh thành công.